Cô quá mừng rồi. À, thật sự là em rất đâu nằm giá đâu mà thôi thầy thầy nhớ cái nhà ngày xưa không? Đây là những cái quần phần quà của một chị giấu tên ở Sài Gòn á. À, trước tiên là cái này ha. Cái này. Cửa hàng ở đây nhanh gọn lẹ đó. Điện cái là tới liền. Dạ. Cái bếp ga này là 1.400.000 gồm cả bình dây quan luôn. Hết luôn á, là 1.400.000 nãy Bùi Hồ gửi hết 500, còn lại 900 nữa. Anh sẽ gấp. Tại cô Út ngày xưa giờ không có cái bếp ga, chỉ có bếp ga mini thôi. Thì những khi mà trời mưa gió như thế này á, thì bếp ga là một điều cần thiết nhất ở trong cái gia đình để cho có một cái bữa cơm nó ấm cúng. Bây giờ có thể lấy cái bình ga mình sẽ để bên dắt bên hàng được không? Được anh. Kiếm gì trừ cái xi măng nó ra đi. Anh lớn rồi. Đây. Ôi vậy là chừng nữa phải để cái nồi cơm điện ở đây luôn. Đúng rồi. Nhưng nó đi điện qua đây. Nữa đi cái đường điện qua đó. Cái bình đó. Dạ để ngoài. Dạ, gắp cái này trước hả? Đem vô luôn đi cho đẹp đẹp. À, nói bạn nói anh Tường lau chỗ này nè Tuyết ơi. Tiền. Nói anh hai vô lau chỗ này nè. Nói anh hai vô đây nè con. À. Tường lấy cái nồi lau cho chú. Cái đồ lau á, để lau cái này cho sạch. Này dơ quá à. Này hồi sáng này bị văng bê đó, có tắm miếng nước chưa? À. Con thấm vô miếng nước hả Tường? Cái bếp ga này là xài cũng ổn ha anh ha? Dạ này là cái mình xài im rồi. Im rồi ha? Dạ. Này cũng tầm trung. Cái này nói chung là mình xài kỹ thì xài hoài. Ừ. Này mình lau mình xài kỹ á. Dạ. Để chiếm hả? Đúng rồi. Cái bông này nó cũng đẹp, dễ thương. Trời ơi, vui rồi. Lấy hai cây bút lông ra từng từng. Hai cây bút lông. Phải đầy đủ vậy đúng không anh một đồng? Ừ. Trời, lót xong nhìn nó đẹp anh hợp kìa. Chuyển sang làm phụ nữ luôn rồi. Dạ. Cái bông này màu màu đỏ, rồi cái nền nước ga nó màu màu đen. Nó cũng tối tối vậy nó không dơ hành ha. Dạ. Cái bình ga mà bây giờ mình xài khoảng 6 tháng không anh Đồng? Nấu ít mà mình nấu ít xài 6-7 tháng. Còn dạ, xài nhiều thì 4 tháng, 3 tháng. À. Tùy theo mình xài. À. Có dít lên được rồi. Con có dẹp dít không? Lấy vô rồi, lấy. Tường ơi. Dẹp dẹp cái dít vô. Ủa đồ tháo nó kêu nhỏ dẹp cái dít vô. Tường ơi. Lấy cái dít với cái kia đưa đây chú. À, anh ở đằng anh một đồng bên anh Mạnh Thường Quân cũng còn được 1.300.000 đúng không? Đúng rồi. Chắc có lẽ mà là mình em sẽ điện cái chị để mà nói mua cái tủ. Cái tủ 2.000.000 mấy. Chơi ấy luôn đi chơi sao giờ. Đúng không? Đúng rồi. Để chị đang chuyển xuống nè. Làm chuyện là khó đó. Bây giờ kêu em gọi đi, gọi điện đi. Ừ. Thôi cứ nói chuyện đi. Hôm nay anh bếp ga giao cái bếp đến đây thấy cái căn nhà đây là cũng cái căn nhà mơ ước mà cô chú thương bốn bà cháu anh ở đây.
cũng tặng cái căn nhà mơ ước. Còn cái này thì mấy anh em thì cũng cô chú cũng tặng, nhưng mà mấy anh em cũng đi mua để có nội thất ở trong nhà để cô sử dụng xài luôn á. Kiếm cổ dê hả em? Không có dài. Kiếm cái đường. Bây giờ là mình đưa nó vô gì luôn ha? Đưa sao xây mình đưa đường trong này nè. Đưa cho nó gõ đây cho nó. À đúng rồi, đường đó đó. Đi đường đó đó. Đó, vậy đi. Quay lại. Gắn vô rồi mới quay. À. Đi ra phía trước anh Đồng ơi. Sao rồi? Trời ơi. Em gọi điện sao rồi? Cái tủ đang đợi gỡ mẫu qua xem. Mà cái tủ mà dán nó giả gỗ là 3 triệu mấy. Hôm trước là mua chống nhất là hình như trên mình là 2 triệu 2. 2 triệu gửi hả? Đây. Trời ơi đẹp không? Đẹp. Kinh khủng không? Ở gạch này mà ai mà nói tối. Đẹp sạch. Sáng đẹp. Nhập này chung mấy nhỏ nhảy dê được. Đẹp quá kìa, nằm luôn kìa trời. Đồng sáng vậy đó. Sao rồi? Sao mà nằm luôn rồi? Cái này là niềm ao ước là của hai chị em nè. Nói là ước được một ngày nào mà được nằm dưới gạch mới như thế nào nè. Rồi bây giờ nằm rồi, cảm giác sao rồi? Cảm giác nó mát. Mát hả? Đã đã. Thì thích ngủ dưới gạch hay ngủ trên giường? Thích ngủ trên giường. Ờ. Tại vì dưới đây nó mát, tại vì chưa có giường nằm ở dưới đây đỡ. Mà hồi nãy chú Hợp chơi cục kẹo ngon quá. Trời ơi nhìn gương mặt đẹp gái ghê á. Lớn lên rồi làm cô giáo mới chịu đó nghe. Bây giờ thích ngủ dưới gạch hay là trên giường, nói lại cho nói lại lần nữa đó. Con ấy nằm ở dưới trường. Con ngủ trên giường, tại vì không có cái giường cho nên nằm đỡ ra. Hiếu Hợp có cái giường con lên giường nằm. Nhưng mà con nằm dưới này thấy mát không? Dạ mát hơn. Mấy chú này các nhà thấy dở quá hả? Thích tốt mà. Chú thấy sao mà mấy chú cắt nhanh dở quá. Cắt nhanh nhìn đẹp mà. Đẹp không? Thiệt không? Nói thật lòng đi, ta thương. Đẹp. Đâu em biết kéo cái cửa sổ không? Kéo cho chú xem mà. Nè, kéo hai đầu được luôn nè. Kéo ai? Trời, để con kéo cái này ra, cái mới kéo được. Rồi, biết khóa lại không? Biết khóa lại không? Trời, để con xíu. Ấy cái này lên nè. À, đâu khóa lại? Mở ra không? Khóa lại sao mở ra được? Đó. Không, khóa lại là mở ra không được. Không. Khóa lại rồi, mạnh luôn, mạnh lên. Đỡ mở được đâu. Đúng rồi, tối là ngủ là mình phải khóa cửa sổ lại nha. Dạ. Rồi ban ngày mình kéo ra cho nó sáng. Đó, rồi kéo ra, mở ra. Mở ra đi cho lấy ánh sáng con. Hay lắm, con cho sáng. Ồ, mở ra nó sáng trưng ha. Cái này mà thêm một cái cửa sổ bên kia nữa là cực kỳ luôn. Vô chị bếp ga kìa. Dạ, rồi, vô chị bếp ga. Vô đây nè, Tiết. Dạ. Con đi với chú, vô chị bếp ga để nấu nướng nè. Con vô đây biết chị bếp ga để con chỉ cho con biết xài mà đúng không Tiết? Dạ. Mình nấu rồi, phá lại ra nè. Phá lại. Dạ. Rồi mở ra. Mở ra là nấu? Mở ra, bấm cái này cái. Nhận cái này cái. Rồi mở. Nè, mở. Mình muốn chỉnh nhỏ lại sao chú? Nè, chỉnh cái luôn, nhỏ. Nhỏ. Ok. Rồi, bây giờ anh tắt đi. Anh tắt lại cho bạn làm thử. Rồi, làm đi. Anh khóa lại giùm luôn. Dạ, khóa lại nè. Đầu tiên mình xài con mít mình mở khóa lại nha, để con nó... Mở ra. Rồi con dặn vòng 2 vòng được rồi con. Rồi. Rồi con bấm nút vậy đó. Nhặn vô. Đè vô. Con à đúng rồi, cái tay này con dẫn cái bếp ga. Vậy nè, con đúng rồi. Rồi dặn nhỏ rồi. Bên kia bên đây. Cái tay bình ổn á. Cái tay con dẫn ngoài này thôi. Nè, chú chỉ nè.
Vậy là mình dành gì rồi, được rồi, để thôi chạy tới chạy lui nè. Đẩy vô, hiểu không? Chứ dày thì nó cứng, hiểu không? Con đẩy vô, mới dặn qua. Nhỏ là gì? Hiểu chưa? Rồi, làm lại. Đừng có dịnh vô đây phủng cái tay kìa. Rồi được chưa? Ok. Okay. Biết không? Rồi nấu xong thì làm gì? Nấu xong thì mình nấu xong thì mình làm ngược lại, tắt bếp khóa lại. Được không? Lúc đầu thì mình làm từ đây qua đây, nấu xong thì mình làm từ đây qua đây, rồi tắt bếp khóa lại. Rồi bây giờ làm nấu xong làm ai? Rồi, tắt bếp khóa lại. Rồi. Khóa cho nó cứng nha. Đó, khóa cho nó cứng. Thì buổi sáng các anh em mình cùng Bùi Hồ cũng có đi mua một số nội thất. Tuy nhiên thì cô Út là sợ tốn tiền lắm đó cả nhà. Thì nhưng mà thôi đi, thí dụ về nhà mới thì cái nào gói ghém thì gói ghém, nhưng mà cũng phải mua một cái số vật dụng cần thiết để cho cô Út cùng với mấy cháu nè. Đem vào bên trong để có mà thứ nhất là giường và nệm, cũng như là tủ đựng áo đây. Hồi sớm thì anh em mình là không có mua cái tủ áo này cả nhà, nhưng mà khi mà về đây thì thấy nó còn bị thiếu thiếu một cái vì đó, cho nên mình mới điện sau để mua thêm cái tủ nữa để các bà cháu có thể đựng đồ. À, thì bây giờ mấy anh em mới chuyển tới đây cả nhà. Hôm nay cũng là ngày mấy anh em mình cũng bàn giao nhà và tổng kết cái căn nhà và các số tiền mà cô chú ủng hộ trong suốt thời gian qua bao nhiêu thì anh em mình sẽ công bố lên trong ngày hôm nay luôn. Anh Mộc Đồng có thấy không, thì phía bên đây bé Tiếp với lại trời mừng hả gì bé... mừng sao tiện vô vô đứng cùng chị coi mừng sao đó. Ở trong đây đồ thì con thích nhất là món nào nè, nó gói nè, gói anh cứ để trong đó giùm em đi, rồi chút xíu em zoom coi đó. Tủ đó, tủ quần áo nè, nệm nè, giường, dạ có nệm có giường có mùng có gói luôn. Mừng không? Vừa qua con nói là con nằm ngủ con mơ con thấy sẽ có được hai cái giường với hai cái niệm phải không? Dạ, hai cái giường cho con. Để lên một cái giường ở đây. Trời ơi con nó mừng nó luôn nè. Trời ơi. Phía bên này. Mừng quá mừng rồi. Trời ơi mừng. Thật sự là em rất là cảm động luôn, anh em cũng rất là cảm động luôn cô chú anh chị. Thì... ôi nó mừng quá, là nó còn hình chú cháu đặc biệt nữa. Phụ ngoại con, phụ ngoại bé Tiên. Trời ơi. Thật ra là những cái cảm xúc này thì các anh em mình cũng biết nói sao luôn đó cả nhà. Cho nên Ôi tát cô ơi. Rồi. Cô mừng quá. Thôi để mấy anh mừng quá đây mừng. Nhảy lên. Cái tủ này xứng đáng đồng tiền. 3 triệu nặng quá kìa cô, bả vỗ tay mà bả mừng quá nhỉ. Cô bả ôm đâu đâu ơi sao sao ôm ra đâu ôm ra trời ơi sao ôm Bùi Hồ luôn, ôm bà cái gì ôm con nè. Dạ ôm Bùi Hồ kìa con, ôm con cái nữa nè. Dạ mừng quá con ơi. Mừng quá hả? Từ từ. Cái tủ này tốt quá ha. Tủ này tốt hơn cái tủ anh em mình xem. Con kéo đi. Thường thôi. Ôi, dính cái kìa, dính cái gói niệm gì để rách gói niệm kìa. Để. Tủ này đẹp không anh Hồ? Không, cái này đem vô phòng luôn. Đem phòng luôn hả? Phòng chưa vệ sinh. Chưa vệ sinh hả? Để trước đây đi ha. Dạ. Để ngoài đi. Còn cái giường này sao? Giường này chút xíu mình gấp sau hay sao? Cái này ạc rồi, nó dễ sinh. Gấp dễ lắm hả? Đó,
nãy giờ có ai về dính à? Thôi bây giờ trước tiên em coi hóa đơn đi với đồ mình xin lại đi. Bây giờ như thế này em coi cái hóa đơn em tính tiền đi rồi mấy anh ở đó lao rồi mình truyền vô trong đó họ sẵn đông mình hỗ trợ gấp giùm em luôn. Có cái niệm nào? Trong phòng gấp giùm em luôn. Ê anh Đồng, anh Đồng, anh Đồng. Đây anh Đồng. Không có. Năm có trung tương luôn. Nãy nó mơ nữa. Thật chắc cái này cũng không có gấp gì hết trơn á. Ôi trời ơi. Đâu nằm giá đâu mà kìa. Thôi thôi. Thấy muốn khóc mà ngu quá mình chị. Đúng rồi. Đem vô đây nó hai mét. Đã nè. Đem vô đây hay là để dưới góc này ta? Quá đã luôn. Nằm xuống đem vô luôn đi anh ơi. Cô Út, Út ơi. Bây giờ cái tủ này á là muốn để ở đâu? Chỗ nào cũng được, để chỗ nào cũng được. Để sau cũng gì đó. Ở ngoài sau, quanh ngoài cả bên phòng đi. Không em. Đẩy ra sau luôn đi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Một là để ở trong phòng, hai là để ở phía sau. Trước tiên là mình để cặp cái vách này nè, thấy được không? Không, để đây nè, tủ điện. Để cặp đây cũng được vậy. Thôi nãy mình đây cũng được. Cặp đây nè. Út rồi nữa, nơi cái giường kia gáp ngủ ở đâu? Hả? Cái giường ngủ ở đâu? Út nãy nè em. Ở đây là trải nghiệm đúng không? Ừ. Vậy là cái giường phía trước với cái giường một cái giường phía trước nữa đúng không? Ai biết con phát sao Út đâu? Con mua hai cái giường đang đó. Không nhưng mà con nghĩ như thế này là giường là một cái giường để ở trong phòng, một cái giường để ở ngoài phía sau này cho nó hợp hợp lý hơn. Tại có hai cái giường ba bà cháu ở. Ở dưới này là trải nghiệm hay là để giường? Họ còn không ấy để cái giường ngoài trước nữa ngủ cũng mát nữa. Bây giờ để ngoài trước này đi. Anh gáo ngoài trước này cái trước đi. Ủa tới hai cái giường mà. Dạ. Hai cái giường. Vậy gáo ngoài trước này cái giường được không? Không. Út hai giường lận. Nói nè. Có cái nào để trong phòng không? Có một cái để trong phòng. Ừ. Ok. Cái này cúng xong chưa? Này cúng xong chưa ta? Nát nát rồi đây nè. Đúng không? Để chút xíu nữa nè. Xuống rồi, xuống nó lật đó. Dẹp này vô. Hả? Con dẹp cái này vô giùm chú Hạ đem này vô. Đúng rồi, đem hai nó vô. Không có nghĩ mà quá trời đồ vậy. Dạ. Cái chuyện cũ không có nghĩ mà quá trời đồ vậy. Nè hả? Không nghĩ quá trời đồ. Rồi đem cái tủ để cặp cái vách này. Em đẩy đi cái tủ nhẹ mà em đẩy đi. Em đẩy được. Để em đẩy cái tủ này ra đằng sau. Thế kêu lấy đồ hút rác mà nó cũng lâu hả? Tiếp chú Hồ đẩy cái tủ vô gai tiền lại tiếp chú Hồng coi. Nó đẩy vô. Để đây thấy được không? Không, để ở đó ngay ổ điện. Qua bên đây. Qua bên đây nè, bên cái tấm vách nè. Hợp lý hơn, tấm vách đó. Cái tủ này thì để trong phòng thấy nó hợp lý hơn. Tại vì để đây sợ ám mùi. Trong phòng sẽ chặt. Không chọc ra, không chặt ra. Nhưng mà mình đang vô sao được? Để em coi. Không, mình nghiêng. Nghiêng được không? Nghiêng lại được không? Không. Để ra phía sau. Nghiêng lại. Quét cho sạch. Anh Hồng ơi. Cái phòng này để cái giường vừa đúng không? 1m6 là vừa đúng không? Không rồi để đi cái tủ được không? Cao cao quá. Tủ bự quá à. Tủ vô tủ ác gì là tủ vô chặt cứng gì đó, tủ hay gì để gì được. Ờ. Tủ để ngoài đây nè. Đúng không? Bỏ ngoài đúng không? Đúng rồi. Vô được à. Bỏ ngoài đi. Để giường thẳng. Đó, để giường miếng vách đó đi. Tạm thời là sắp ở đây nha. Đúng rồi. Rồi có ai bình luận góp ý tiếp tục. Rồi, để sắp chất luôn. Rồi, vậy đi. Rồi, ok. Được không? Rồi, gỡ mấy nắp tủ ra coi rồi. Kiểm tra.
Tú Út ơi, tủ đẹp hay xấu? Quá là đẹp luôn. Này dục này qua đây cho nữa cố quét. Lại ôm tủ đi. Lại ôm tủ luôn hả? Lại ôm tủ để đó là đúng bài luôn rồi đó. Ôm tủ luôn. Có cái đồ đựng tiền, đựng tiền. Đâu? Trời ơi, cố làm ơn. Trời ơi. Kéo da, kéo da, kéo da, kéo da. Kéo da. Cái đó là... Trời ơi, cho nó mình kìa. Nó mắc mắt lại cho nó coi. Mở cái chìa khóa ra rồi mới kéo. Kéo làm sao? Mở chìa khóa ra. Kéo làm sao? Mở chìa khóa mạnh chưa? Ta chưa tiền sao. Mở chưa? À, cái đó em phá lại. Dặn chìa khóa mạnh chứ. Mạnh, ừ, dặn xây ra. Xây ra ngoài luôn, xây ra ngoài luôn. Ui. Trời ơi. Chỉ có một ngăn trên phá anh một cầm. Này nó hết hơi anh, nó hết hơi. Đúng rồi. Nó hết hơi. Giật mạnh nha. Giật mạnh nha. Giật mạnh nha. Nó hơi hết đó cô Út. Mà giật mạnh nha. Em bóc cái tiền lại. Tiền nó mất hàng ngày. Mừng lắm. Trời ơi. Trời ơi. Cái này mà thấy mình quá mà. Là bỏ này. Đúng rồi cô. Mở ra. Cô dặn này kìa. Cô dặn chìa khóa ra. Chưa từng thấy mạnh thường quân thấy gì thôi. Mạnh mạnh nha. Mạnh mạnh nha. Cái này để vô lấy hên luôn hả sao cô? Lấy hên á. Lại. Đây nè. Đồ là chị nửa máng ở đây. Đồ ship để đây mà được 3 ngàn. Chỉ cô khá học. Cô dặn qua bên phải á, qua bên phải. Rồi dặn luôn nữa, dặn nữa. Rồi đúng rồi đó. Đó. Không không không, bên vậy chỉ cô nè. Bên đây là mở ra nè, ha. Gạch ra là mở ra nè. Khóa lại nè, dặn nè. Đó, đó cũng vậy à. Chưa đợi con coi. Sao gì? À, vậy là hiểu rồi. Dặn chỉ dặn ngang thôi cho nó nằm ngang á. À, đúng rồi, đúng rồi. Vậy nè, vậy là khóa lại nè. Qua đây mở ra nè. Được chưa cô? Mình dặn là dặn nằm ngang vậy là nó khóa nè. Ha. Cái lưỡi gà nó mới cắn vô cái mắt. Này là mở ra. Đứng là nó mở ra ha. Ngang vậy là nó khóa lại. Đó, đây. Cái nụ ngoài thôi nè. Đây khóa lại. Khóa lại. Rồi, khóa lại đó. Mở ra, mở ra. Mở ra. Dặn chìa khóa mới mở ra được nè. Ờ, dặn chìa khóa ngang vậy nè. Là mở ra nè. Đó, tại cô gạch yếu quá. Cô sợ gạch mạnh nó hư cái tủ rồi, gạch đi. Gạch ra. Mạnh ra. Gạch không nổi luôn trời. Đâu nè. Ôi sao cô vậy? Bà kệ xuống á, bà kệ xuống. Rồi, rồi. Rồi. Đừng nói chuyện ngoại nha. Cười. Bên kia, gửi đi, có gửi bên kia. Đây cô Út. À, máng máng rồi. Máng móc ở phía trên nè cô Út. Cho đồ nó thẳng á. Mở ra. Ồ. Có cái kiến đó nè, thấy không? Quá đẹp luôn. Ồ, đi nóc không? Đi nóc không? Mãi. Thôi đừng ngồi con, ngồi nó xích xuống đó. Ôi. Ráng không ngờ nữa phải nè. Ráng không? Nè có kính nè. Ráng không? Rồi bây giờ mình vô trong phòng đây coi mấy cái giường gấp lại như thế nào rồi. Wow. Cái tủ này nó hợp với cái màu gạch luôn đó nè. Đúng rồi. Hợp với màu gạch luôn, để vô cái hộp. Nãy giờ thì quên chào cô bác anh chị, tại cô Út cũng khá là vui nên thành thử là mình cũng chung vui với cái niềm vui của cô Út. À, vậy là cái phòng này cái diện tích nó hơi ngắn, để cái tủ vô đây thì nó không vừa. Cái này 1m6 rồi. Này là ba bà cháu ngủ là vừa luôn. Con gỡ mấy tí xíu nữa chú mấy chú xong á, xong đi coi, để mấy chú gấp xong đi. À, để niệm lên. Rồi, êm quá. Rồi, để niệm lên. Ừ. Có cái nệm nữa, con có mua nệm nữa. Ở đây có miếng ga luôn đúng không anh? Có ga luôn à. Dạ. Anh vô anh gáp giùm em, ấy sẵn giùm em. Tại nhà cũng đơn chiếc á. Là mua ở đây thì Bùi Hồ có mua được 4 cái gối luôn. Một cái tấm nệm, ga. Gối thì có áo gối luôn. Từ nay về sau hết ngủ mưa tạt thôi cô Út ha. Ấm à. Vui dữ không? Vui, vui quá trời nha. À, Bùi Hồ cùng với các anh em cũng trích quà của Quý Mạnh Thường Quân đó. Thì mua sao cho nó đầy đủ nhất có thể để vô, khi mà vô ở thì nó sẽ
không có thiếu thốn gì hết á. Có miếng gà luôn anh ha. Có mùng luôn nha Cúc. Đây miếng gà này trải để con trải cho cô Út hồi đó giờ không có ngủ này. Anh căng phụ em lắm. Anh làm sạch anh lên đầu đó em. Do em cũng dơ dơ. Cô ơi, đang căng cái gà niệm nè, nữa có gì cô gỡ cái gà niệm ra cho cô giặt nha. Dạ. Đó, cái gà niệm. Đây. Căng lên. Phải không? Lấy cái ngực ra kìa, lấy cái ngực ra kìa. Đúng rồi. Thêm tiền ra, thêm ra. Đúng rồi. Ừ. Hình như nó hơi nhỏ hả? À, cái giường này là 1m6, bề ngang là 1m8. Và cái chỗ bán nội thất ở đây á, là hàng xóm á, cái bà chị chủ cũng hỗ trợ cho được hai cái miếng ga niệm. Rồi lên nằm nữa coi đi. Lên nằm nữa coi. Rồi. Sướng quá. À, sướng. Cô thấy sướng không? Cái đó cái mùng nha. Còn mấy cái gối nữa. Kiểu nằm niệm hay nằm gạch? Để nằm niệm hay nằm gặp? Nằm niệm. Xong hả? Xong hả? Dạ. Trải ra giùm em luôn đi. Cái này là hai cái gối ở trong nè. Để cho anh gáp luôn đi, mình ra cái gối. Con mua gối nữa. Ở này hình như là thiếu cái mền, đúng không? Cái này là gối hơ Út, mở ra. Anh mở ra hả? Mở ra rồi làm sao? Mở ra là tự nó phình lên nè. Còn thấy ấm bơm không hả? Anh lấy ấm bơm không? Không, không, không. Lấy cái gối này nó gì? Phải có gì? Phải có tivi nó mới vui. Vậy hả? Thôi mê. Thôi làm sao, nằm coi làm sao. Trời ơi, phải có tivi nó mới vui. Thưa cô bác anh chị, hồi sớm là cái tủ này là 3 triệu đồng. Cái phần kia thì là lúc nãy thì 3.7 triệu, vui hồ đưa hết 2 triệu, còn lại 1.7 triệu. Tổng cộng bàn giao cho anh thêm 4.7 triệu nữa. Đúng không? Em sẵn được không? 3.7 triệu, 4.7 triệu nữa. Vậy thì tổng cái hoa đơn này là 6.7 triệu. 6.7 triệu. Em sẵn cho thầy á, nên muộn không á. Tối nay ngủ cho mở nha. Quá, mình dạ, à, chị có nói về em. Dạ, nói này là nói cũng hoàn cảnh khó khăn chị hỗ trợ. Dạ, cảm ơn anh với chị nhiều ha. Quá trời mừng luôn. Nằm luôn, nằm lên cái nệm luôn. Khủng khiếp. Chị lựa miếng gà cũng đẹp ha. Ồ, cái giường xanh này thích hợp với miếng gà luôn nè. Nửa cắt này gà này con ha. Bây giờ chắc có lẽ là giao tiền cho anh. Anh em à, còn lại mình là 4.7 triệu đúng không ta? Dạ. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 500. Rồi mình để được lâu nữa. Anh đưa em lại 300. Lột cái gối ra để lên trên con. Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Chúc mua mai bán đắt ha. Rồi. Ô cô Út ơi. Rồi con ôm 3 cái thùng người trước vô giùm chú. Sao rồi? Mừng quá. Hai đứa lại đây ở khui xong đi. Ủa quên, cái có áo gối không ta? Dạ có. À, có luôn anh. Dạ có rồi ha. Có đủ á. Dạ. Chưa, chưa, thấy, chưa thấy áo gối. Lát nữa quét lại cái nữa. Trời quá. Rồi sao rồi? Mừng quá trời mừng. Mừng quá hả? Dạ. Cô không ngờ mà có quà nhiều quá trời luôn. Ừ. Nhiều quá. Cái tủ cũng đẹp nè. Hai cái giường nữa. Giường nào giường nấy cà bá luôn. Quá trời rộng luôn. Cà bá luôn. Hoa đồ, bông hoa đồ. Lấy ra cho chú mượn cái dao. Cô mừng quá không biết chuyển tải cho. Dạ cảm ơn. Có cái áo gối luôn nè. Tí xíu nữa để vô. À, thưa với cô bác với chị, ngày hôm nay thì cũng bàn giao nhà, nhưng mà chút xíu nữa nói với chú mấy chú đưa cái này cắt lại để không quên hoài.
sáng giờ công việc gặp quá. Cũng được Quý Mạnh, được Quân hỗ trợ thì cũng có nhà cửa, có nội thất đàng hoàng rồi. Cái cảm xúc mà mình buồn ngồi nhất là cô nằm trên cái niệm mà cô muốn khóc luôn. Cô ôm các anh em mấy mươi năm rồi, gần 60 năm cuộc đời rồi, cô mới có cái cảm giác vui sướng như vậy hả cô hả? Dạ.